sân vận động Lat Prabang 54, mở cửa năm 2009, sức chứa 2.000 khán giả. Câu lạc bộ Custom United, tỉnh Samut Prakan. Sân vận động Hoai Ma, sức chứa 2.500 khán giả. Câu lạc bộ Frey United, tỉnh Frey. Sân vận động Insi Chantarasatit, sức chứa 3.275 khán giả. Câu lạc bộ Kasetsart, thành phố Bangkok. Sân vận động Chanthaburi Provincial, sức chứa 5.000 khán giả. Câu lạc bộ Chanthaburi, tỉnh Chanthaburi. Sân vận động Chiang Mai Municipal, sức chứa 5.000 khán giả. Câu lạc bộ Chiang Mai FC, tỉnh Chiang Mai. Sân vận động Nakhon Si Thammarat, sức chứa 5.000 khán giả. Câu lạc bộ Nakhon Si United, tỉnh Nakhon Si Thammarat. Sân vận động Samut Prakan, mở cửa năm 2015, sức chứa 5.100 khán giả. Câu lạc bộ Samut Prakan City, tỉnh Samut Prakan. Sân vận động Lampang Provincial, sức chứa 5.500 khán giả. Câu lạc bộ Lampang FC, tỉnh Lampang. Sân vận động Nong Pru, mở cửa năm 1999, sức chứa 5.500 khán giả. Câu lạc bộ Pattaya United, tỉnh Chonburi. Sân vận động Krabi Provincial, sức chứa 6.000 khán giả. Câu lạc bộ Krabi FC, tỉnh Krabi. Sân vận động Ayutthaya Provincial, sức chứa 6.800 khán giả. Câu lạc bộ Ayutthaya United, tỉnh Ayutthaya. Sân vận động Pattaya, mở cửa năm 2020, sức chứa 7.000 khán giả. Câu lạc bộ Nong Bua Pattaya, tỉnh Nong Bua Lamphu. Sân vận động Rayong Provincial, sức chứa 7.500 khán giả. Câu lạc bộ Rayong FC, tỉnh Rayong. Sân vận động Khao Plong, mở cửa năm 2009, sức chứa 12.000 khán giả. Câu lạc bộ Chenat Hornbill, tỉnh Chenat.
sân vận động Klibebua, mở cửa năm 2009, sức chứa 13.000 khán giả. Câu lạc bộ DP Kanchanaburi, tỉnh Kanchanaburi. Sân vận động Suphanburi Provincial, mở cửa năm 1947, sức chứa 15.000 khán giả. Câu lạc bộ Suphanburi FC, tỉnh Suphanburi. Sân vận động kỷ niệm 700 năm Chiang Mai, mở cửa năm 1995, sức chứa 17.909 khán giả. Câu lạc bộ Chiang Mai United, tỉnh Chiang Mai. Sân vận động sinh nhật lần thứ 80 nhà vua Thái Lan, mở cửa năm 2007, sức chứa 20.141 khán giả. Câu lạc bộ Nakhon Ratchasima, tỉnh Nakhon Ratchasima. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Lamphun, thường được biết đến với tên gọi là sân vận động Mây Quang. Được xây dựng tại Nai Mường, huyện Mường Lamphun, sân vận động này đã trải qua nhiều lần cải tạo nâng cấp. Gần đây dàn đèn của sân vận động này cũng được làm mới, với công suất 1.200 lux, đảm bảo tiêu chuẩn của Thai League. Sức chứa hiện tại của Mây Quang chỉ là 3.000 khán giả. Đây chính là sân vận động có sức chứa hạn chế nhất tại Thai League năm nay. Sân vận động này hiện là sân nhà của Lamphun Warrior FC. Nhiều khả năng Lamphun Warrior FC sẽ không sử dụng sân vận động Mây Quang làm sân nhà cho đến hết mùa giải này. Bởi câu lạc bộ này đã sắp hoàn thành xây dựng sân nhà mới cách Mây Quang không xa, sân bóng mới là một sân vận động dành riêng cho bóng đá với sức chứa 5.400 khán giả. Một khi giấy phép sử dụng được ban tổ chức Thai League thông qua, những chú bò trắng sẽ lập tức chuyển đến sân nhà mới của mình. Sân vận động Buniyachinda nằm tại Laksi, thủ đô Bangkok. Sân vận động này bắt đầu được đưa vào hoạt động năm 1962. Sân được đặt theo tên của tướng cảnh sát Ekaphot Buniyachinda, nguyên cục trưởng cục cảnh sát, người đã giữ chức vụ này từ năm 1994 đến 1997. Sân bóng này thuộc sở hữu của cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Năm 2015 là lần gần nhất sân vận động này được cải tạo, bao gồm bổ sung dàn đèn và nâng cấp cơ sở vật chất. Sân chỉ có hai mặt khán đài A và B, sức chứa hiện tại của sân vận động Buniyachinda là 3.550 khán giả. Hiện tại, Buniyachinda đang là sân nhà của câu lạc bộ Politero. Sân vận động trường thể thao thành phố Nakhon Pathom, ở huyện Mường Nakhon Pathom. Được sử dụng làm sân nhà của câu lạc bộ Nakhon Pathom United, một tân binh của Thai League 1 năm nay. Để đáp ứng các yêu cầu của Thai League 1, sân vận động này đã được cải tạo tân trang một số hạng mục. Trong đó có dàn đèn và mở rộng sức chứa. Trước đó, sân vận động này chỉ có dàn đèn chiếu sáng 885 lux và sức chứa vỏn vẹn 665 chỗ ngồi. Hiện nay, hệ thống chiếu sáng sân vận động đã được tăng lên 1.500 lux và sức chứa đã được nâng lên 4.399 chỗ ngồi. Câu lạc bộ Nakhon Pathom United có kế hoạch tăng số lượng chỗ ngồi lên thêm 1.162 ghế trong giai đoạn lượt đi, nâng tổng sức chứa của sân vận động trường thể thao thành phố Nakhon Pathom lên 5.561 chỗ ngồi ở giai đoạn lượt về mùa này. Uthai Thani FC tân binh tiếp theo của Thai League 1 sử dụng sân vận động tỉnh Uthai Thani làm sân nhà. Nằm giữa thung lũng, sân vận động này sở hữu tầm nhìn ra những ngọn núi rất đẹp. Đây chính là điểm thu hút khách du lịch chính của tỉnh Uthai Thani. Từ bất cứ nơi nào trong sân vận động, bạn đều có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh, mang lại cảm giác của một sân bóng gần gũi với thiên nhiên. Trước khi mùa giải mới bắt đầu, sân vận động tỉnh Uthai Thani cũng đã được cải tạo. Trong đó, dàn đèn chiếu sáng được nâng cấp từ 1.002 lux lên 1.348 lux. Việc bổ sung thêm hai khán đài tạm C và D phía sau các cầu môn đã nâng sức chứa của sân vận động này từ 4.477 chỗ ngồi lên 5.015 chỗ ngồi. Sân vận động tỉnh Prachuap Khiri Khan, thường được gọi là sân vận động Sam Ao, nằm ở huyện Mường Prachuap Khiri Khan, tỉnh Prachuap Khiri Khan. Sam Ao theo tiếng Thái có nghĩa là Ba Vịnh, gợi nhớ tới vùng biển nổi tiếng tại tỉnh Prachuap Khiri Khan, với ba vịnh là vịnh Prachuap, vịnh Manao và vịnh Noi. Sân vận động này được cải tạo lần gần nhất vào năm 2011. Sân cũng chỉ có hai mặt khán đài chính A và B có sức chứa 2.700 khán giả. Việc lắp đặt thêm các khán đài tạm nâng sức chứa của sân vận động này lên 5.100 khán giả,
Bước vào sân vận động, bạn sẽ thấy rằng khoảng cách giữa chỗ ngồi của người hâm mộ và khu vực sân bóng đá cách nhau khá xa. Nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tầm nhìn và trải nghiệm của khán giả. Điểm nhấn thực sự của sân vận động Sam Ao, đó là một mô hình tổ ong bắp cày được treo phía trước sân bóng. Ong bắp cày cũng được biết đến là linh vật của câu lạc bộ chủ quản PT Prachuap. Sân vận động PAT được biết đến là sân nhà của câu lạc bộ Port FC, đội bóng của nữ tỷ phú nổi tiếng Madam Pang. Đây được xem là một trong những sân bóng lâu đời tại Thái Lan. Sân vận động PAT, trước đây được gọi là sân vận động Tharuya, nằm gần cảng vụ Thái Lan, ở tiểu khu Khlong Toei, quận Khlong Toei, Bangkok. Sân vận động được xây dựng vào năm 1967, đồng thời với việc thành lập câu lạc bộ Port Authority FC. Vào thời điểm đó, đây là sân vận động bóng đá đầu tiên tại Thái Lan. Không có đường chạy giữa khán đài và sân bóng đá. Khi mới hoàn thành, sân chỉ có một khán đài ở phía nam. Đây cũng chính là khán đài duy nhất được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Trong năm 2009 và 2011, sân vận động PAT được mở rộng sức chứa bằng cách bổ sung thêm các khán đài đúc sẵn bằng thép ở phía bắc, đông và tây. Điều thú vị là có một con đường nội bộ chạy ngay phía dưới và xuyên qua khán đài phía bắc. Sân vận động PAT còn trải qua một lần cải tạo nữa vào năm 2020. Hiện tại, sân vận động có 4 mặt khán đài với sức chứa hiện tại là 6.250 khán giả. Trước đây, toàn bộ khán đài của sân được lắp đặt ghế ngồi, mang hai màu xanh dương và cam, hai màu truyền thống của câu lạc bộ Port FC. Tuy nhiên trước mùa giải này, toàn bộ ghế ngồi ở khán đài phía Tây đã được tháo bỏ để tạo thành một khu vực khán đài đứng, dành cho các cổ động viên cuồng nhiệt của Port FC. Revo Thai League 1 2023-2024 là mùa giải thứ hai liên tiếp Khon Ken United FC góp mặt. Đội bóng này đang sử dụng sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Khon Ken làm sân nhà của mình. Từ ghế ngồi đến các bức tường của sân vận động được bao phủ bởi màu vàng, màu sắc truyền thống của Khon Ken FC, đội bóng đang cùng sử dụng sân vận động này với Khon Ken United. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Khon Ken có 3 mặt khán đài được nối liền mạch. Với sức chứa khoảng 7.000 khán giả, việc dùng chung sân vận động với một câu lạc bộ đang chơi tại Thai League 2 khiến mặt cỏ sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Khon Ken bị ảnh hưởng. Vì vậy, Khon Ken United FC đã có dự định xây dựng một sân vận động mới. Kế hoạch và vị trí xây dựng sân vận động mới sẽ sớm được công bố. Sân vận động tỉnh Chát nằm trên đường Nguyen Tha Mơ Leo, tiểu khu Wang Krachae, huyện Mường Chát. Được khởi công xây dựng từ năm 2010, trước khi chính thức khai trương sân vận động vào ngày 11 tháng 3 năm 2012, cùng thời điểm câu lạc bộ bóng đá Chát FC được thành lập. Sức chứa ban đầu của sân vận động này là 4.000 khán giả, sau đó được mở rộng lên 5.000 khán giả để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Năm 2017, ban lãnh đạo câu lạc bộ và ban tổ chức hành chính tỉnh Chát đầu tư ngân sách lên tới 18 triệu bạt để tiếp tục mở rộng sức chứa của sân vận động tỉnh Chát. Việc xây dựng đã bắt đầu vào tháng 10 năm 2019 và hoàn thành vào tháng 2 năm 2020. Một khán đài mới đã được xây dựng, bổ sung thêm 3.000 chỗ ngồi cho sân vận động, nâng sức chứa của sân vận động tỉnh Chát lên 8.000 khán giả như hiện nay. Sân bóng Ta Lai Luông nằm trên đường tránh Sukhothai, tỉnh Sukhothai, bắt đầu thi công vào năm 2013. Nó chính thức khánh thành vào năm 2015. Được coi là một trong những sân vận động có vị trí rất đẹp của Thai League. Nếu nhìn từ trên không, bạn sẽ thấy sân bóng Ta Lai Luông nằm ngay cạnh một chiếc hồ hình trái tim. Sức chứa hiện tại của Ta Lai Luông là 8.020 khán giả. Nó đã được AFC chứng nhận là sân vận động hạng A, đủ điều kiện để tổ chức các trận đấu tại AFC Champions League. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Sukhothai, đội bóng vừa giành quyền trở lại Thai League 1. Đối với người dân Sukhothai, sân vận động này ngoài vai trò là sân nhà của đội bóng yêu mến, Ta Lai Luông còn giống như trung tâm trái tim của người dân tỉnh Sukhothai. Trước khi mùa giải 2023-2024 khởi tranh, sân vận động Ta Lai Luông đã tiến hành thay thế nhiều ghế ngồi trên khán đài để mang đến màu sắc tươi mới cho sân vận động này. Sân vận động Chonburi tọa lạc trên đường Freya Sata, tiểu khu Samet, huyện Mường, tỉnh Chonburi. Được hoàn thành vào năm 2010 với mục tiêu chính là phục vụ Đại hội Thể thao Thái Lan lần thứ 39 năm 2010. Sau khi hợp đồng tài trợ giữa câu lạc bộ bóng đá Chonburi và Utapao International Aviation được ký kết, sân bóng này được gọi với tên mới là sân vận động Chonburi UTA. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 8.600 khán giả. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi mang những màu sắc truyền thống của câu lạc bộ Chonburi. Mặc dù là sân vận động đa năng, nhưng với đường pitch màu xanh mang đến sự đồng bộ trong màu sắc của toàn sân vận động.
Các khu vực khuyết của khán đài cũng được câu lạc bộ Chonburi che lấp bằng các tấm banner, tạo cảm giác liền mạch cho khán đài. Sân vận động Chonburi UTA đã được Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, chứng nhận là sân vận động cấp A+. Vì vậy, ngoài các trận đấu của Chonburi FC, sân vận động này cũng đủ điều kiện để tổ chức các giải bóng đá quốc tế mà Thái Lan đăng cai. Dragon Solar Park là tên gọi mới dành cho sân nhà của câu lạc bộ Ratchaburi FC kể từ năm 2022. Đây là một trong những sân vận động độc đáo nhất của Thai League hiện nay. Việc xây dựng sân vận động bắt đầu vào năm 2015 tại quận Myang Ratchaburi. Sân chính thức khánh thành vào ngày 29 tháng 6 năm 2016. Kinh phí xây dựng là 300 triệu bạt. Sân có 3 khán đài, trong đó khán đài phía đông và tây có mái che. Sức chứa của Dragon Solar Park hiện tại là 10.000 khán giả. Với toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi màu cam và đen. Trong đó ở khán đài phía tây có khảm hình một emoji khá thú vị. Dragon Solar Park chủ yếu sử dụng kết cấu thép. Nó có phong cách kiến trúc hiện đại, nhưng vẫn thể hiện cội nguồn của con người trong cộng đồng. Điểm đặc biệt nhất trong thiết kế của sân vận động này chính là hình dáng mặt tiền của nó, trông giống như một con rồng lớn đang ôm lấy bãi cỏ xanh. Biến đây trở thành một trong những sân vận động đẹp nhất Thái Lan hiện tại. BG Pathum United chính là một trong những câu lạc bộ bóng đá được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp nhất Thái Lan hiện nay. Và sân nhà của họ BG Stadium cũng là một trong những sân vận động tốt nhất của Thai League một mùa này. Sân vận động BG được khởi công xây dựng từ năm 2008, trong khu đất thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Bangkok Glass Public ở quận Thaneaburi, tỉnh Pathum Thani. Sân vận động chính thức khai trương vào ngày 7 tháng 3 năm 2010. Kinh phí xây dựng là 400 triệu bạt. Trong giai đoạn đầu, sân vận động BG có sức chứa khoảng 13.000 chỗ ngồi và còn sử dụng cỏ nhân tạo làm mặt sân. Tuy nhiên, từ mùa giải 2018 trở đi, mặt sân đã được thay thế bằng cỏ tự nhiên. Bên cạnh đó, BG Pathum United cũng đã cải tiến toàn bộ cấu trúc khán đài bằng cách lắp thêm ghế ngồi. Vì vậy, sức chứa đã giảm từ 13.000 chỗ ban đầu xuống chỉ còn 10.114 chỗ. Sân vận động BG đã được FIFA và AFC chứng nhận là sân vận động bóng đá hạng A. Nó cũng thường xuyên được tổ chức các trận đấu quốc tế của các đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan. Hiện tại, BG Pathum United đang tiến hành nâng cấp mở rộng sân nhà của mình bằng việc xây dựng bổ sung thêm khán đài đang bị khuyết. Khán đài mới sẽ có mái che và sức chứa khoảng 5.000 chỗ ngồi. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Sau nâng cấp, sức chứa của sân vận động BG sẽ được nâng lên khoảng 15.000 khán giả. Sân vận động Leo Chiang Rai nằm gần sân bay quốc tế Mae Pha Luang, tỉnh Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan. Được khởi công xây dựng từ năm 2010, trước khi chính thức khai trương vào ngày 7 tháng 7 năm 2012. Với tên gọi ban đầu là United Stadium, Leo Chiang Rai được coi là sân vận động đẹp nhất miền Bắc Thái Lan hiện tại. Đây cũng là một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Sân có sức chứa 12.249 chỗ ngồi. Sân vận động này có đầy đủ 4 mặt khán đài, với khán đài AB có mái che. Toàn bộ khán đài được lắp đặt những chiếc ghế màu đen và cam, hai màu sắc đặc trưng của đội bóng chủ quản Leo Chiang Rai United. Trước khi mang tên Leo Chiang Rai, sân vận động cũng đã trải qua một lần đổi tên theo hợp đồng tài trợ của Leo Chiang Rai United FC. Mường Thong United là một trong những câu lạc bộ có lượng fan đông đảo nhất tại Thái Lan. Dù thành tích của đội bóng này liên tục đi xuống trong những năm gần đây, thì sân nhà của họ vẫn luôn là một sân bóng sôi động tại Thai League. Đó chính là sân vận động Thunderdam ở Mường Thong Thani, tỉnh Nonthaburi. Sân vận động này khởi công xây dựng và hoàn thành vào năm 1998, ban đầu được đặt tên là khu liên hợp thể thao Thunderdam. Với chỉ một khán đài, Thunderdam là sân nhà của Mường Thong United từ năm 2007. Sau khi thăng hạng lên Thai League 1 vào năm 2009, câu lạc bộ này bắt đầu nâng cấp sân vận động và xây dựng thêm các khán đài khác. Vào năm 2010, sau khi Mường Thong United lần đầu vô địch Thai League 1, Thunderdam Stadium đã được phát triển thành sân vận động 4 khán đài với chỗ ngồi mới được lắp đặt. Tên của sân đã thay đổi 2 lần do các thỏa thuận tài trợ. Trước khi trở lại với cái tên Thunderdam từ năm 2021, sức chứa hiện tại của sân vận động này là 13.000 khán giả. Trước khi mùa giải này khởi tranh, mặt sân Thunderdam đã được làm mới với loại cỏ paspalum. Chu Stadium hay chúng ta thường biết đến với cái tên sân vận động Thammasat, một trong những sân vận động nổi tiếng nhất của Thái Lan hiện nay. Nằm trong khuôn viên của Đại học Thammasat tại tỉnh Pathum Thani. Việc xây dựng sân vận động được bắt đầu từ năm 1997 và chính thức khai trương vào ngày 6 tháng 12 năm 1998.
Nó được xây dựng để phục vụ Đại hội Thể thao Châu Á 1998 mà Thái Lan là chủ nhà. Diện mạo của nó giống như một phiên bản thu nhỏ của sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok. Các khán đài tạo thành một vòng liên tục thấp dần về phía sau các cầu môn. Sân có mái che bao phủ khán đài A và B, sức chứa hiện tại của sân vận động này là 19.375 chỗ ngồi. Chu Stadium hiện là sân nhà của đội bóng Chu Bangkok United, một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của bóng đá Thái Lan và đang là đương kim Á quân của Thai League 1. Chu Stadium cũng thường xuyên tổ chức các trận đấu quốc tế của đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan. Buriram United, câu lạc bộ đã thống trị bóng đá Thái Lan trong hai mùa giải liên tiếp vừa qua. Đội bóng này cũng là chuẩn mực cho việc xây dựng một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và bài bản với tất cả các câu lạc bộ bóng đá tại Đông Nam Á hiện nay, trong đó có sân nhà của họ, sân vận động Chang Arena. Được khởi công xây dựng từ năm 2010 trên khu đất rộng 150 ha tại tỉnh Buriram. Điểm nhấn của Chang Arena là toàn bộ sân vận động được xây dựng từ các kết cấu thép đúc sẵn. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 4 tháng 6 năm 2011. Chang Arena cũng đã được ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới là sân bóng đá cấp FIFA được xây dựng nhanh nhất trên thế giới khi hoàn thành chỉ sau 256 ngày. Kinh phí xây dựng là 500 triệu bạc. Chang Arena là sân vận động bóng đá Thái Lan đầu tiên đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới. Sức chứa ban đầu của sân vận động này là 24.000 khán giả. Cuối năm 2014, sân vận động này được mở rộng sức chứa lên 32.600 chỗ ngồi. Phần lớn ghế ngồi trên khán đài là màu xanh lam, còn lại là những chiếc ghế màu trắng được sử dụng để khảm chữ Buriram và Thunder Castle biệt danh của sân bóng này. Khi bạn bước lên cầu thang vào sân vận động, bạn phải trầm trồ vì nó quá đẹp, hiện đại và rất tuyệt vời. Cảm giác giống như đi dạo quanh một sân bóng tại châu Âu. Dàn đèn của Chang Arena có độ sáng 2.000 lux. Trước mùa giải này, mặt cỏ của sân vận động này cũng đã được làm mới. Trong đó trọng tâm là cải thiện hệ thống thoát nước, giúp rút ngắn thời gian thoát nước sau các trận mưa lớn, từ 20 đến 30 phút trước kia, xuống còn khoảng 10 phút.